Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi bài Về đâu mái tóc người thương, một giai điệu bài rất là tình cảm và dễ thương ha. Con chọn thầy giai điệu Bolero. Bolero rumba đều được nha mọi người. Tempo 79. Rồi, tông nam là mi thứ ha, chúng ta chơi mi thứ. Thì trong cuốn sách nó ghi là la thứ, thì chúng ta chơi la thứ, chúng ta trừ 4 xuống ha. Đây trừ 5 chứ, la thứ chúng ta trừ 5. Rồi ok. Giờ bắt đầu ở câu intro nó có hai tiếng nha mọi người, tiếng nhị với tiếng bầu. Tiếng nhị đâu? Tiếng bầu đâu? Rồi, nó có thể chuyển đổi ở khúc giữa hai cái tiếng này rất là nhanh ha, cho nên ai mà chuyển được chuyển, không chuyển được không sao hết. Rồi, thì cứ đánh một tiếng nhị thì cũng được, tiếng nhị tiếng cò đều được ha. Rồi mọi người nhìn màn hình và cùng tập nha. Vô con. Intro. Ba bốn chấm la. 2 3 4 dập si. La la do la son. Fa son fa re. Tiếng tiếng đánh liền luôn. Fa re fa re do re. Fa son la do mi re do re. Rồi đổi tiếng. Cái bài. Rồi không lót nha, đánh đi câu solo dưới thôi, không có lót nha. Chiều nào xa tóc ngồi bên ta đã xong gần hết rồi mọi người ha, còn có một vài bài nữa hết rồi. Cảm ơn mọi người, và ai có sách rồi thì lật ra đánh đơn giản thôi. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở bài sau.